Xin kính chào toàn thể các bác. Trước mặt các bác đây là một sản phẩm loa súc của CF, model là mời các bác cùng xem. Model của sản phẩm là súc 2000A. Đây là dòng súc 30 mới nhất và rất là đặc biệt. Đây là sử dụng bát 30, tức là 12 inch. Đấy, và niền luôn cả công suất. Mạch này sử dụng là 4 transistor, tức là 4 sò công suất, cho công suất khá là lớn. Đó các bác nhé. Đây hàng mới nhập khẩu chính hãng tại công ty AV Việt Nam. Và đây là cái mặt form này. Mặt form nhìn trông rất là sang và xịn này. Đó, các bác có thể nhìn thấy củ bát 30, gân cao su rất là to. Đó. Có tem xác minh nguồn gốc xuất xứ rõ ràng này. Hầu như thiết kế là có ốc ke các góc này, tem bảo hành điện tử này. Đó. Các bác mua hàng thì bên em đã có ký tên trên tem và có tem bảo hành điện tử nữa cho các bác hoàn toàn yên tâm khi sử dụng sản phẩm chính hãng của công ty. Và với dòng sản phẩm này thì có một mức giá khá là mềm, thì các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp là em sẽ báo giá chi tiết cho các bác. Thùng thiết kế rất là sang trọng này, vân gỗ rất là đẹp, dùng vân gỗ rất là đẹp, gỗ màu đen. Quay lại mặt sau đây thì có quanh gom, kéo tần số này, clip, power, nhan, input. Đấy, và công tắc là công tắc đây là đảo pha này, công tắc đây là pipad và on này. Đó, đây là công tắc nguồn, ổ cắm nguồn này. Đó, rất xịn luôn. Từ trước giờ em chưa gặp người chiếc loa súc nào mà để nhìn trông vừa hiện đại vừa sang xịn này. Phía dưới này có bốn ốc, đây là ốc để cố định cục power, cục nguồn. Đó, còn đây là bo công suất, sử dụng 4 transistor, 4 sò công suất, cho ra công suất khá là khỏe. Đây, trước tiên em giới thiệu với các bác là cục súc này. Các bác nào có quan tâm thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại dưới phần mô tả để biết thêm thông tin về sản phẩm và cũng như là giá. Một lần nữa thì xin trân trọng kính chào các bác, hẹn gặp các bác trong clip lần sau.